sợ câu hỏi gì không biết trả lời thôi. Ghi hết rồi thì học làm gì nữa? Alo, bố à? Bố mẹ cơm chưa? Bố vẫn chưa bỏ. Trên con mưa suốt từ chiều giờ. Thế bố mẹ phơi rạc hết xong chưa? Thế bố mẹ nốt chưa mở không vào được này mẹ ơi. Thế bố mẹ không vào rồi. Chưa đến giờ vào lớp. SMS trong nước trà. Hiện nhà đôi con định gọi ý kia nhưng mà sao ở nhà sao mất mạng hả bố? Ôi mới luôn này, cái mới đấy. Cô kệ nhờ, anh học bài nhá. Thôi, xin mẹ đi, không ai mẹ bị ăn đánh. Chưa? Thế thì không phải, chắc là do chặt gì thôi. Mưa gió. Bao nhiêu nhà chẳng vấn đề gì khi đâu phải do mạng yếu chắc do đường dây ấy thôi. Rồi cứ nếu mà không thì để cứ buổi chủ nhật tuần này con bố trí về rồi con cho hai thằng về chơi với ông con xem. Nếu mà mạng thì ấm cũng vậy thì bố có lắp thì nó cũng thế, nhưng mà một nhà lắp thế vậy thì Thank you.
chậm. Đang đi trên đường bỗng thấy lạ thường quá.
thì da họ bị bất thường. Tập trung chuẩn bị nhé, sắp tập như thế trước khi mình học mình cũng vậy à? Yesterday we had a big birthday party for Grandpa. My family came to our house and gave Grandpa a lot of present. Chưa đến giờ nha. Nhìn thì thế nhưng chưa. My aunt brought some food and my mom made a big cake. Please take the cake into the living room, swore mom. I was talking the cake into the living room when I tripped and fell. Ah, we sang happy birthday, but we didn't. We ate cake. I'm good. How are you today? Make, met, have, had, come, came. Come, came, ban, sotem, pa, a, bene, sotem, de. My clothes. Nhà thôi. Nhà. Thôi vào lớp rồi đấy. Vào lớp rồi. Hello. Hello teacher. How are you today? I'm good. And you? Okay. So have you done the homework? Yes. Okay, good. So do you remember what you had to do? The homework, I mean. Thì mình là bạn có nhớ là bạn phải làm gì và phải làm nào không ạ? Dạ. Ờ, ý mình là bạn có nhớ mình sẽ phải làm gì, mình đã phải làm gì để bài tập về nhà không ạ? Là cái bài tập về nhà mình đã bạn làm gì rồi? My favorite place to buy food is in the supermarket. I often go to the supermarket with my brother. We always buy food and drink, such as roast meat, hamburger, sandwich, pizza, fried potato, ice cream, and apple juice. They are delicious. I like eat food and drink in the supermarket. So, yeah, the content is quite good. Nội dung thì rất là tốt, khá là tốt. Tuy nhiên có một số những từ mình phát âm chưa đúng. Ví dụ như từ này, such as. S không phải up, S. S. Such as. And ice cream. Không phải ice cream nhé, mà là ice cream.
ice cream. Không phải là pizza mà là pizza. 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 And bring food and drink. And drink or drink. Or drink. Good. Yeah, food and drink. Food and drinks. Rồi ok, đọc lại cho mình đoạn văn một lần để đọc chậm từng câu một, đọc chuẩn từng từ. Yeah. Yeah. My favorite place to buy food is in the supermarket. I often go to the supermarket with my brother. We always buy food and drinks, such as roast meat, hamburger, sandwich, pizza, fried potato, ice cream, and apple juice. They are delicious. I like eat food and drinks in the supermarket. I like this or I like eat food? I like eat. Okay. Mình không dùng I like eat nhé. Sau like một chút nhé. Like cộng verb in. Mình sẽ là I like eating and drinking. Yeah, I like eating food in the supermarket. I like eating food in the supermarket. You got it? Yes. Nghĩa là sau từ like or từ love. Và từ love thì cũng sẽ là cộng với verb in. Hoặc là từ get nhá. Hate. Verb in. Đây là một cấu trúc. Tôi thích cái gì, tôi ghét cái gì, tôi yêu cái gì. Và sau đó là động từ thêm verb in. That's it. So we get back to our lesson today. So today we're going to learn about party time. Tức là về bữa tiệc, cái thời gian gọi là thời gian trong bữa tiệc, chúng ta sẽ học về party. Bạn đọc thử cho mình từ party nào. Party. Party âm tờ nhá. Ở đây đọc là tờ. Có rất nhiều người đọc là party. Thì party là anh Mỹ, còn party là anh. Thì cái này mình sẽ chọn. Mình thì mình prefer anh. Còn có nhiều bạn bảo nói anh Mỹ, còn mình cũng lại như là cái này tùy cho bạn thôi. Bạn sẽ đọc theo kiểu là party or party. Nhất tí nữa bạn nghe cái video ấy, hoặc cái audio ấy, người ta nói là anh Mỹ. Nhưng mình thì mình prefer tại anh nên là cái này mình có thể lựa chọn. Thì mình thích giọng nào mình theo bạn đấy nhá. Âm tờ này luôn luôn có một luôn luôn trong tiếng Mỹ và đọc là đi như kiểu là party, còn là kiểu anh ấy đọc lại nó sẽ đọc là thành chữ tờ party, nó không như tiếng anh nghĩ là party. Phần đầu nó rất là nặng, mình không thích đọc kiểu anh Mỹ như vậy, đọc anh cái này sẽ tùy mình. Mà giọng như là giáo viên Việt Nam thì rất nhiều người nói tiếng anh Mỹ mà anh vẫn hay luôn theo mình nghĩ là như vậy. Okay. Yeah. So first we're gonna have a listening part. Đầu tiên mình sẽ có phần đó là phần nghe. Thì mình sẽ nghe đoạn đầu tiên mình sẽ đầu tiên bạn nói cho mình trước, mình sẽ đọc trước để xem mình sai chỗ nào. Sau mình nghe lại, mình sẽ sửa được cái lỗi sai của mình. So, but first, can you read the small paragraph on the right hand side? Đọc cho mình cái đoạn văn nhỏ này nào. Yesterday we had a big birthday party for Grandpa. My family came to our house and gave Grandpa a lot of presents. Yeah, birthday. Cái từ birth, nhớ cái từ birth ấy. Cái từ này mình phải đọc rõ chữ thờ ra một từ. Birthday. Birthday. Yeah, birthday. Đó là cái chữ thờ này mình rõ ra, không phải là birthday nhá. Birthday. 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 Okay, good. Rồi, dịch cho mình gọi sang tiếng Việt à? Ngày hôm qua chúng tôi có một bữa tiệc sinh nhật cho ông của chúng tôi, gia đình tôi tới nhà của ông và tặng ông rất nhiều quà.
Very good. Yep. Okay, next one. Rồi, đọc tiếp cho mình nào. Mình sẽ nghe, đọc hết một loạt xong, một loạt xong mình sẽ nghe lại thử. Okay. My aunt brought some food and my mom made a big cake. Please, cake. Yeah. Please take the cake into the living room. Sure, mom. Cái này đọc là cake. Cake. Âm ca rõ cho mình là cake. Cake. Rồi, dịch cho mình đoạn này sang tiếng Việt ạ. Cô của tôi làm thức ăn và mẹ tôi thì làm một cái bánh gato thật là to. Hãy mang bánh gato vào phòng khách. Được thôi mâm, à, được thôi mẹ. Ở đây nhá, cái brought này thì mình sẽ học. Nó không phải là làm mà là mang, như là cô của tôi đã mang rất nhiều đồ ăn đến và mẹ của tôi thì đã làm một chiếc bánh rất là to. Nếu mình sẽ học riêng cái từ, sẽ học những cái từ này sau này là không đó. Ok, next one. Đọc tiếp cho mình ạ. I was taking the cake into the living room when I tripped and fell. Fell. Okay. Fell. Fell. Mm-hmm. We sang happy birthday, but we didn't eat cake. Did we eat it all? Phải là eat không? Phải eat không? Eat. Eat, yeah. Rồi, okay. So, three small mistakes. Cái từ này là tripped. Nhớ. Cái từ này là ed ấy. Mình sẽ đọc là Vượt tờ, tripped. 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 I tripped. I tripped. And fell. And fell. Âm L của này. Fell. And fell. Mình chưa nghe thấy âm L. Fell. Fell. Từ này là it nhá. Từ đứt đình, sau đứt đình sẽ là động từ nguyên thể. Phải là it, không phải là it. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe lại từ đầu ba cái đoạn văn này để xem họ phát âm như thế nào nhá. Unit 6, Party Time, Track B16, Page 72, Activity 1. Listen and read. Why is there a cake? Yesterday, we had a big birthday party for Grandpa. My family came to our house and gave Grandpa a lot of presents. My aunt brought some food and my mom made a big cake. Please take the cake into the living room. Sure, Mom. I was taking the cake into the living room when I tripped and fell. Oh my gosh! Whoa. We sang happy birthday, but we didn't eat cake. Rồi, bạn có thấy lúc cái từ party họ đọc rất là rõ là party không? Đấy là anh Mỹ. Ok. Rồi, next part. Vừa rồi bạn để ý cho mình nhá, đây là họ kể lại một câu chuyện. Nghĩa là cái câu chuyện này đã xảy ra trong quá khứ rồi. Vì vậy mà bạn để ý những cái câu và những cái từ họ dùng, họ đều dùng động từ ở từ quá khứ. Như là had, came này, gave này, quá khứ hết. Bởi vì đây là những cái brought, made, tripped, fell, and didn't eat. Only words are ở thì quá khứ nhất. Tất cả những cái từ này thì đều ở thì quá khứ. Nên là hôm nay mình sẽ học một số những cái động từ và mình chia động từ thì quá khứ. Ok, rồi đầu tiên thì bạn đọc cho mình những cái từ này. Đọc trước.
Và mình sẽ có đi sang cái xưởng và mình sẽ giải thích cho bạn thôi. Wow. Make, made, have, had, come, came. Give, gave, get, got, sing, sang. Ok, rồi, vì những từ này là những từ động từ ở thì quá khứ đúng không? Thì ok, mình đã học, bạn đã học động từ thì quá khứ chưa nhỉ? Bạn đã biết về cái thì quá khứ chưa? Rồi ạ. Ừ, ok, thế thì ở thì quá khứ những cái động từ được chia là hai loại động từ như nào nhỉ? Quá. Đúng không? Động từ khi mình chia động từ ấy thì có chia là hai loại. Có nhớ không nhỉ? Động từ nguyên thể à? Nghĩa là động từ khi mà chia ở thì quá khứ mình chia thành hai loại. Ok rồi, mình sẽ nói nhá. Ở thì quá khứ ấy, những cái động từ có hai loại, nhất là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Đúng không? Động từ có quy tắc thì mình sẽ thường thêm ed, ed ở cuối, hoặc là thêm be, be or ed, là be là ở cuối, là động từ cho regular verb. Còn đối với động từ bất quy tắc thì như vừa rồi mình vừa học, đó là 6 động từ bất quy tắc. Và những động từ này thì đã gọi là bất quy tắc và nó không theo một quy tắc nào cả. Việc mình muốn nhớ những từ này chỉ là mình học thuộc thôi. Và đây là mình đã học những cái từ rồi, bạn dịch thử cho mình những cái từ này sang tiếng Việt. Làm, đã làm, có, đã có, đến, đã đến, tặng, đã tặng, nhận, đã nhận, hát, đã hát. Rồi, và cái từ vừa nãy mình, cái từ mà mình đọc brought, nhớ brought là quá khứ từ bring. Bring là mang đến, mang đến này, mình đang đọc brought. Rồi mình viết tương tác móc nhá, bring and brought. Rồi mình sẽ thử nghe một lần xem là người ta đọc cái từ này như nào nhá. Track B17, page 72, activity 2. Listen and say. A. Make, made. B. Have, had. C. Come, came. D. Give, gave. E. Get, got. F. Sing, sang. Sang. G. Next part. Read and say, use the words from the activity 2. So, ở activity 2 thì mình có một số những cái động từ như này. Make, have, come, give, get, and sing. Và ở đây mình có một số những cái động từ. The family, mom, muddy, muddy's aunt. Thì ở đây mình sẽ sử dụng những cái động từ ở cái phần 2 vừa rồi. Động từ thì quá khứ ở phần 2 vừa rồi. Viết thành câu cho mình và dựa trên cái bàn mình vừa nghe vừa nãy, bây giờ mình sẽ thử viết thành câu cho mình. Mình có chủ ngữ đây rồi, mình có động từ đây rồi, rồi mình viết thành câu. Rồi với mom, our first mom. Mom made a big cake. Yeah, mom made a big cake. Yeah, and that muddy. Trong bài không có nội dung.
trưng bày không nhớ trưng bày thì người nào là người cầm cái bánh ra ngoài nhỉ? Martin đúng không? Đấy, người mà nói là ai ấy chính là Martin đấy. Bạn Martin là nhớ. Ok, mình quay lại slide để các bạn. Đầu tiên nhá, bạn nhìn cái đoạn này này. Bạn nói là I was taking the cake into the living room when I tripped it and I fell. Hiểu đây nhá. Mẹ nói là tôi đang mang chiếc bánh vào trong phòng, tôi đã bị vấp và tôi ngã. Thì có thể nó mình có thể dùng những cái động từ ở phần 2 đó là một cái từ take đúng không? Là hook, nó là Muddy took the cake into the living room. Martin là người đã mang chiếc bánh vào trong phòng, đúng không? Ở đây họ nói, bởi vì bạn Martin là bạn đang nói trong cái tình huống này, nên bạn ấy dùng thì quá khứ, nghĩa là quá khứ tiết diễn. Nhưng mà mình kể lại câu chuyện này, thì Martin đã làm gì? Thì là Martin đã mang chiếc bánh vào trong phòng. Yeah. So, Muddy's aunt làm gì nhỉ? Muddy aunt brought some food. Ừ, nhớ cái này đọc là Muddy's. Này, đây là sở hữu cách. Aunt. Muddy's aunt. Muddy's aunt. Đúng rồi. Muddy's aunt. Muddy aunt. Muddy's aunt. Hai sở. Đọc Muddy's aunt. Rồi đọc cả câu cho mình nào. Muddy's aunt brought some food. Yeah, that's it. Okay. The next part is about writing skills. So, vừa rồi mình đã học một số những cái từ ngữ từ quá khứ rồi. Và ở đây họ nói là yesterday. Nghĩa là hành động này là như nào nhỉ? Đã xảy ra rồi. Rồi, bây giờ mình có một số những cái động từ gợi ý ở phía bên trái. Và bây giờ mình hoàn thành câu, mình chia động từ ở từ quá khứ cho mình. Các bạn đọc cả câu lên cho mình. Yeah. I made a sandwich for lunch. Rồi, dịch luôn sang tiếng Việt. Tôi đã làm một cái bánh sandwich cho bữa trưa. Đúng rồi. I had dinner at 6 p.m. Tôi đã có bữa trưa vào 6 giờ tối. Dinner là bữa trưa không nhỉ? Bữa tối ạ. Ừ, bữa tối và 6 giờ tối đúng không? I came to school by bus. Tôi đã tới trường bằng xe buýt. Yeah. I gave my friend a present. Tôi đã tặng người bạn của tôi một món quà. Yeah. I saw my grandmother. Tôi đã nhìn thấy bà của tôi. Yeah. Nice one. I brought my lunch to school. Tôi đã mang bữa trưa tới trường. I met my grandfather. Dịch là gì nhỉ? Tôi đã gặp ông của tôi. I ate. Từ đấy không biết đọc. Ừ, thì đọc là curry. 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 Curry này nhá. Nó là từ cà ri ấy. Nó là cà ri. Một món rất nổi tiếng ở Trung Đông. Món cà ri ấy. I ate curry. Tôi đã ăn cái món cà ri ấy. Next one. I got 100% thì đầu tiên mình chia là hai cái. Thứ nhất mình sẽ đọc 100 trước, đọc phần trăm sau. Thì đầu tiên 100 đọc là gì nhỉ? 100. Ừ, 100. Còn cái từ phần trăm này là percent. Mình cũng biết là cho bạn nhé. Percent. Mình sẽ đọc là 100%.
100%. Percent. Percent. On a test. On a test. 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 Đúng rồi, nhớ nhá, cái từ test này, test nghĩa là nó có hai âm cuối, đó là âm sờ và âm tờ, thì mình sẽ phải đọc ra là test, sờ và tờ, rõ nhất. Và rất những cái từ nào cái này rất là khó đọc, khá là khó đọc với nhiều người, nên là mình luôn nhớ đấy, từ nào kết thúc bằng S và T thì mình sẽ đọc cả S và T ra. Còn như từ lost, từ này này thì phải là đọc là lost chứ không phải là last hoặc là last, là sao lost, để ý nhá. Rồi, ok, được, cô dịch cho mình nào. Tôi đã được tôi đã được 100% ở bài kiểm tra. Vậy được không? Nghĩa là tôi đã đạt được 100 điểm trong cái bài kiểm tra. Cái từ get này, cái từ get này là một từ rất là chung chung và nó dùng ở trong rất nhiều văn cảnh. Nhớ cái từ get này là có rất nhiều nghĩa. Đúng, kiểu như đơn giản, có cái từ của mình hay so sánh với từ get là từ ấy trong tiếng Việt ấy. Get. Cái từ get này dùng rất nhiều, giống như là I get food, tôi có đồ ăn này, nó có thể thay từ have này. Là tôi get 100% on a test, là tôi đạt bao nhiêu điểm này. Hoặc là I get an email này, tôi nhận được một email, nghĩa là cái từ get này nó thay được cho rất nhiều động từ. Cái này thì mình cũng không gọi là không thể kể hết được, nên dần dần mỗi qua mỗi trường hợp mình sẽ gọi là học thêm được một cái ý về cái từ get này nhá. Mình chỉ nói là bạn chú lưu ý là cái từ get này mình dùng cho rất nhiều văn cảnh và nhiều khi nó thay được cho rất nhiều động từ. Để theo trường hợp mình có bí từ thì mình có thể dùng từ get. Wow. Ok, rồi. Nằm một chàng. Ai sang in a trò. Thế này có phải là tôi từ cho có nghĩa gì à? Mất tiếng rồi. Cái từ này đọc là khỏi, nghĩa là âm cao là cái âm CH này nó sẽ đọc là tha. Khỏi. I sang in a car. Quiet, đúng. Quiet. K-W-A-E. Ừ, yeah, quiet. Cái từ quiet này là cái hộp sướng ấy, cái dàn hộp sướng ấy. Dàn hộp sướng ấy. Tôi hát trong cái độ hộp sướng, cái dàn hộp sướng. Vâng. Rồi, next one. Ở đây mình sẽ có, mình sẽ điền từ vào chỗ trống dựa trên những cái động từ mình đã học vừa nãy. Mình sẽ thử dịch và dựa trên cái văn cảnh mình điền từ ở thì quá khứ và chỗ trống của mình. Hôm qua. Đọc tiếng Anh. Tiếng Anh kìa. Yesterday. Cũng phải đọc đáp án luôn cô. Làm gì ạ? Đọc đáp án. Yesterday was Dan's birthday. He's 12 now. Two. He was a little soccer ball. He got, không phải was nhá. Got a new soccer ball. Three. Ruby gave Dan some slickers for present. The party was fun. Everyone sang happy birthday. Dan's cousin went to the party. There were some games in the garden. They ate pizza and cake after the games. Dan's mom brought the birthday cake.
gọi là brought không? Made. Phải. Made a cake. Làm cũng được, còn brought cũng được, thực ra là hai cái anh thì không sao. Brought or made the rock. Rồi cái từ này nhá, cousin không phải là cousin. Âm O và U là đọc thành chữ Á. Cousin. Cousins. Yeah. Mà thấy không thể biết được, không có cái âm mũi xuống. Đây là cái âm Á. Cousin nhá. Nhớ nhá. Don't cousin came to the party. Cousin. Đây, mình sẽ vẽ hai cái này. Đấy, là hai cái âm Á như này. Đây là âm Ca. Cousin. Yeah. Rồi. Rồi cái phần cuối này là check. Mình sẽ về nhà mình nghe cho mình nhá. Đi đi 39. Bạn check lại đáp án cho mình. Vì cái này nó trên máy của em không nghe được cái CD ạ. Không nghe được CD nhá. Bạn không nghe được CD ạ. Chỉ nghe được cái B, có người ta ghi chữ B 14 hoặc là B 16 thì mình bấm nghe không được. Nghe được. Phần CD thì không nghe được. Và không có. Không có luôn. Không có. Thực ra ở đây họ viết lại đáp án, thế là đáp án đúng hay sai thôi. Nếu mình có thì mình nghe lại, nhưng mà không có thì... Vì đáp án bạn chọn thì đúng hết rồi, mình cũng đã sửa rồi, như là bỏ cái phần này. Rồi, hôm nay là mình đã học được những gì nhỉ? What have we studied today? We... Về hôm nay mình học được gì? We learned about party time. Yeah, party time, yeah. And rồi, và mình học về cấu trúc, mình học được vocabulary, grammar, thì hôm nay mình học được cái gì? Cái quan trọng là mình nhớ nhớ lại. Và thì... Động từ quá khứ. Đúng rồi, hôm nay mình học về động từ rồi, thì quá khứ, có cách sử dụng động từ thì quá khứ. Mọi người đã sử dụng, nghĩa là họ khi mà kể lại câu chuyện là được, mình dùng động từ thì quá khứ. Đấy, và hôm nay thì có một số những cái từ mới mình đã biết trong chat box. Một số mình sửa, một số từ mình sửa các bạn. Về nhà bạn học học lại cho mình. Copy lại vào trong chat box học lại. Và làm bài tập về nhà nhá. Vâng. Ok. Cậu hôm sau có phần nào không hiểu hoặc là còn thắc mắc thì bạn sẽ hỏi mọi người sửa sau nhá. Vâng. Ok. Cậu, thank you for coming today. Goodbye. Bye bye. Good night. Xong. Từ chỉ ở quá khứ thì có hai loại, một loại là có tắt một nhưng mà cô nói kiểu gì ấy, cô bảo là có hai loại, con lại tưởng là cái gì nhỉ, động từ nguyên thể với cả động từ verb in gì đấy, nhưng mà hôm nay trả lời được, hôm nay tổng hợp học được cái gì là con chuẩn bị từ lúc sáng hôm qua rồi đó, sáu qua con đã tuần lên con xem trước rồi. Ừ, không phải nghĩ học về tất cả thì học về mấy ngày cái unit 2 nên hôm nay con sai mỗi về cái phát âm từ khẩy từ bánh thế gì khẩy ea thì nó thành ea khẩy lúc đó cái lúc gần chuẩn bị học thôi. Ừ, nhưng học với cô thì con cứ thoải mái, con nói thoải mái, nói tự nhiên. Khẩy chuông nào học cảm giác nó dễ dàng, xuân sẻ như thế này. Chứng tỏ một mình con học nó cũng không phải là dạng vừa đâu. Con vẫn trả lời
những cái gì. Nhưng trong phim này lại còn biết những lần một con học cũng phải chắc được một tiếng. Thì nói một tiếng ấy là chẳng đến xong một cái bài mai được. Nói như cách nói về quá khứ là sao? Cái gì đã xảy ra rồi thì mình sẽ đang nói là có thứ gì nói hôm qua. Sáng hôm nay xảy ra rồi là mình làm buổi chiều nó hình sáng. Như cô đang ở cơ quan. Hay đấy là chú đấy là con của cô gái. Con của người đàn ông à? Vâng. Con chồng của cô. Ôi nhưng mà cô trẻ thì không được cô chưa? Có người đàn ông đứng ở cạnh à? Vâng. Ở cơ quan. Thật mà có người gõ cửa cho cô ra cô hiểu. Thì sao em mình hiểu cho mấy người nhà cô là cái gì? Thì con bê thì đi ra. Thì mà cô ấy xin chú là còn cái sáng hết. Số 3 nghe. Vâng. Thì số 3 cô ấy đến duy nhất số 3. Đó, máy đến đi. Khẩn trương cho an toàn đấy. Không có ngày nào thế đâu. Tắt đi máy đi. Không, con đang bấm vào lớp học trực tuyến thôi mà. Wow, tiếp theo thì sẽ là sao? Một ngày 23 giờ. Một ngày là... Oh. 23 giờ nữa. Là hai ngày sau. Tám ngày sau giáo trình về khoa học của tôi. Đã kết thúc rồi mà. Xem. Có duy nhất một lớp học. Sắp xếp của một lớp học. Cũng chỉ có đảo Hải Đăng. Cũ nhất. Cũng chỉ có đảo Hải Đăng. Nhưng tỏ cái này người ta bị ế. Đi đá đi ngủ nó các con.